PLC Mitsubishi FX1N-32MR-ES-UL. Số ngõ vào là 14, số ngõ ra là 10 relay. Nguồn cung cấp là 110-240V xoay chiều. Đồng hồ thời gian thực, bộ đếm tốc độ cao đến 60 km. Ngõ ra sung đến 100 km. Có thể mở rộng 14-128 ngõ vào ra. Sử dụng cổng truyền thông RS232C hoặc RS485. Kích cỡ của nó là 90x90x75. Thiết bị mới 100% bảo hành 12 tháng.